Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là trận đấu giữa hai đội FC Real Tomama gặp FC Vista. Trận đấu bước vào vòng bán kết. Như ta quan sát trên màn hình, FC Real Tomama bảo vệ cầu môn bên phía tay phải màn hình với đồng phục là màu sọc trắng đỏ. À trắng, đúng rồi, trắng đỏ. FC Vista cũng cùng màu áo nên phải chuyển sang đồng phục mặc áo màu xanh. Phạt góc dành cho Real Tomama. Tuấn Anh pha nỗ lực lấy bóng của Tuấn Anh. Bóng rơi trong chân các cầu thủ Vista. Vâng, hiện tại bây giờ là 4:30 theo giờ địa phương. Nhiệt độ đã được giảm xuống còn 35 độ C. Độ ấm là 60%. Subin dành cho FC Vista. Tuấn Anh đã có bóng. Băng lên nào Tuấn Anh ơi. Không được. Cầu thủ áo số 2 bên phía Vista đã lùi về kịp thời. Đá có lỗi. Đình Tùng, Quý Dương sút bóng không được. Một pha vô lê của Đình Kính. Không được. Một pha vô lê của Đình Kính. Bóng trong chân Vista. Bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ Vista. Đình Tùng xuất sắc. Lỗi vào chân của cầu thủ bên Vista. Không được, rất tiếc. Đừng nhìn là rất quay đầu của Văn Trang. Phạt góc dành cho Real Tomama. Đình Kính.
Linh Tùng. Subin dành cho Vista. Pha đổ bóng không được tốt của Tuấn Anh. Quý Dương. Không được. Đường chuyền có ý đồ dành cho Đình Tùng, thế nhưng bóng không đến đúng chân của Đình Tùng. Không có gì là nguy hiểm. Đúng rồi, sướng trước khổ sau, thế mới giàu, thế mới nghèo. Đội bàn phản công rất may, bóng đi chạch ra phía cầu gôn. Thank you. Được chuyển có ý đồ dành cho bình luận viên. Vista đang kiểm soát bóng và sút bóng là khá căng. Vista tỏ ra quyền kiểm soát bóng rất tốt. Đen Toma đang đá theo thế phòng ngự phản công. Quý Dương rất nỗ lực và cao chân của Duy Hoàng bên phía Vista. Rất quay đồ. Một pha phối hợp nhịp nhàng giữa Đình Kính và Quý Dương, một pha vẩy bóng rất tốt. Thế nhưng thì đúng vào chân của thủ môn bên phía FC Vista. Đội bạn phản công rất tốt. Hano Duy Hoàng một pha cản bóng rất tốt.
pha đánh đầu cầu thủ áo số 12 bên phía Vista. Thế nhưng thủ môn Diệu Hoàng đã bắt được bóng. Đình Kính mất bóng rồi. Pha ném bóng lên của Diệu Hoàng. Đình Tùng, Đình Kinh, vẫn là Đình Kinh đưa bóng vào, không được. Sút pin dành cho Vista. Văn Trang không được, nỗ lực lấy bóng của Văn Trang. Trời ơi, không có hy vọng rồi, không có hy vọng rồi. Trọng nhiều lắm, trọng tài nó cạn lời như sao mà. Rồi thì mấy ông này căng quá. Bóng 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 rồi. Quyền phát bóng lên dành cho Real Toma. Quý Dương không được. Anh có gì muốn nhắn nhủ? Xin lỗi quý vị các bạn, do thời tiết quá nắng nên máy quay bị nóng, không thể quay dẫn đến bị gián đoạn nên bây giờ chúng tôi mới bắt đầu lại. Tuấn Anh, vẫn là Tuấn Anh, không được. Đi rồi. Bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ Vista. Đội bàn phản công. Không có gì nguy hiểm. Đứng phơi nắng nào chả đen rồi. Đó, trắng là vàng, trắng là người châu đấy. Trắng cái gì em, trắng cái gì. Bóng non. Không có hơi em. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. 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 Bỏ đi, bỏ
bóng khó đá cả khó cái. Lùi lên sân nội. Rất may Thế Quốc đã chặn được đường truyền vừa rồi. Đội bạn phản công. Phải máy nghe thì cũng bình yêu. Trọng tài đã tới còi kết thúc trận đấu giữa hai đội Vista và FC Real Roma. Hiệp đấu thứ nhất đã kết thúc với tỷ số hòa là 0-0. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Tốt rồi. Bây giờ có màn hình chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút. Ta đang đăng tảng. Em không biết. Như này. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn trên màn hình. Quý vị và các bạn là trận đấu thứ hai giữa hai đội Real Roma gặp FC Vista. Vâng, một tình huống nguy hiểm ngay đầu trận đấu vừa được các cầu thủ FC Real Roma triển khai. Người tung ra cú sút vừa rồi là cầu thủ Quý Dương. Văn Hiền không được. Và khống chế bóng là không được tốt của Văn Hiền. Lấy bóng rất nỗ lực của Tuấn Anh nhưng đã có lỗi. Và sút bóng sệt vào phía thủ môn Duy Hoàng. Thế nhưng không có gì là khó với anh. Hàn Hồ Thế Quốc.
Hà Nội Quý Dương bàn thắng thứ tư của anh trong mùa giải lần này. Hôm nay em lấy số bàn thắng của anh Dương kết con đà. Văn Trang, Văn Hình, Quang Huy rất tốt, đưa bóng vào, không được. Cú sút là quá nhẹ của Văn Hình. Đã có lỗi. Xuất phát dành cho Vista. Văn Trang đã bị đau sau cú xuất phạt khá mạnh vừa rồi của cầu thủ áo số 10 bên phía đội bạn. Bóng nó bên phần sân của các cầu thủ Vista. Văn Trang sút bóng xa. Đội bàn phản công rất may, Thế Quốc đã vào bóng kịp thời. Phạt dành cho Real Tomama. Đường chuyền lên dành cho Văn Hiền, không được. Thêm một pha sút pin dành cho các cầu thủ Real Tomama. Quý Dương, không được. Văn Trang, và khép rất tốt của Văn Trang. Mới phút thứ 7 anh. Bóng đang bên phần sân Vista. Thế Quốc, Văn Hiền, không được. Văn Hiền ngày hôm nay thi đấu không được tập trung, có lẽ do một phần tâm lý của tính chất một trận bán kết.
phao thủ môn Duy Hoàng đã có một pha kẹp bóng rất tốt. Ngày hôm nay Duy Hoàng tỏ ra rất tự tin với một thủ môn xuất thân từ câu lạc bộ TNT Hà Nội. Xuất phát dành cho Real Tomama. Đó là sút bin. Đánh đầu không được. Pha đánh đầu của thủ môn Quý Dương. Quý Dương vẫn in đưa bóng vào, không được. Một pha phối hợp. Rất bài bản của bộ đội Quý Dương và Văn Hình. Thế nhưng bàn thắng Văn Hiền không được. Bóng nó ra ngoài sân. Anh Hồ Văn Tràng mới pha cái bóng vừa rồi. Đã có thêm một lỗi. Đúng tính chất có một trận bán kết. Những pha vào bóng và những tình huống rất căng thẳng. Xuất phát dành cho Vista. Không có gì là nguy hiểm cả. Phút thứ 12 và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Real Tomama. Duy Hoàng là người ném bóng lên. Không có gì là nguy hiểm.
Đưa quay đá đi. Yên ba, yên ba. Về giữa anh ơi. Em. Về giữa, về giữa. Sút xa. Cú sút xa vừa rồi là có cầu thủ áo số 2 bên phía Fisita. Không có gì là nguy hiểm về phía cung thành Real Tomama. Yên đuổi về, Yên. Ngồi xuống em ơi, ngồi xuống em. Trận đấu đã bước sang phút thứ 15. Vâng, từng phút từng giây trong trận đấu xảy ra khá căng thẳng. Tuấn Anh đưa bóng lên. Rất may, Phan Hô Duy Hoàng một lần nữa đã cứu thua xuất trận. Sút pin dành cho Real Tomama. Quý Dương không được. Pha không chế bóng không được tốt của Quý Dương. Bên phải luôn, bên phải luôn. Đình Kinh, Văn Hiền, Quý Dương, sút pin dành cho Real Tomama. Quý Dương nỗ lực lấy bóng của Quý Dương. Văn Hiền vào. Vâng, bàn thắng vừa rồi của Văn Hình gần như là dập tắt đi mọi hy vọng của các cầu thủ Vista. Những phút cuối giờ và tỷ số đang là 2-0 nghiêng về phía Real Tomama. Vâng, trọng tài đã tới còi kết thúc trận đấu giữa hai đội Real Tomama gặp FC Vista. Một trận đấu căng như dây đàn. Và chiến thắng đã thuộc về các cầu thủ Real Tomama với tỷ số là 2-0. Chúc mừng thầy trò và huấn luyện viên cùng với các cầu thủ của Real Tomama sẽ bước vào trận chung kết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút. Ta đang